Chào mừng các em đến kênh Hệ Liêm trong bài giảng hôm nay. Thầy xin dẫn các em toán lớp 9 sách Chân Trời Sáng Tạo. Trong xem bài giảng, Hệ Liêm các em khá dễ hiểu, các em sao ống thích và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ học tiếp bài tập cuối chương 3 tiết số 2 trên 58 sách Chân Trời Sáng Tạo. Và tiết số 2 mình sẽ làm bài tập phần tự luận nhé. Bài tập tự luận. Câu số 1 tìm ít biết. Cái bình phương, câu A lấy bình phương bằng 10. Giờ mình sẽ làm câu A chứ. Như vậy là x bình phương bằng 1. Mười ở đây chính là căn bậc 2 của 10 bình phương. Như vậy x bình phương sẽ bằng căn bậc 2 của 10 bình phương. Giờ hoặc là trừ căn bậc 2 của 10 bình phương cũng được, đúng như vậy có nghĩa x sẽ bằng căn bậc 2 của 10 hoặc là x sẽ bằng trừ căn bậc 2 của 10. Như vậy x sẽ bằng căn bậc 2 của 10 hoặc x sẽ bằng trừ căn bậc 2 của 10. Như mình kết luận là vậy. X sẽ khổ hai số này. Tập hợp hai số gồm có trừ căn bậc 2 của 10 và 10. Và căn bậc 2 của 10. Giờ như là mình xong câu A, mình sẽ làm câu B. Giờ mình sẽ làm câu B kế bên này. Như căn bậc 2 của x sẽ bằng 8. Như x sẽ bằng giờ bình phương 2 quế lên đi, mất dấu căn, như vậy x sẽ bằng 8 bình phương. X sẽ bằng 8 bình phương. 8 bình phương có nghĩa là bằng 64, như vậy x sẽ bằng 64. Như vậy mình kết luận là vậy bằng 64. Giờ như là mình xong câu B, mình sẽ làm câu C. Giờ x lũy thừa 3 sẽ bằng trừ 0,027. X lũy thừa 3 sẽ bằng trừ 0,027. 0,027 chính là trừ 0,3 lũy thừa 3. Như x lũy thừa 3 sẽ bằng trừ 0,3 lũy thừa 3. Như vậy có nghĩa x sẽ bằng 0 trừ 0,3. Giờ kết luận khác vậy. X sẽ bằng trừ 0,3. Tiếp theo mình sẽ làm câu D. Giờ căn bậc 3 của x sẽ bằng trừ 2 phần 3. Căn bậc 3 của x sẽ bằng trừ trừ 2 phần 3. Giờ bây giờ mình sẽ là lũy thừa 3 hai quế lên. Lũy thừa 3 bên đây sẽ mất dấu căn, có nghĩa x sẽ bằng cái này lũy thừa 3. Như x sẽ bằng
trừ 2 phần 3 lý thừa 3. Như vậy là x bằng dấu trừ viết lại. Như vậy là 2 lý thừa 3 là 8, 3 lý thừa 3 là 27. Như vậy là trừ 8 phần 27 nha. Giờ mình kết luận thôi. Giờ như là mình xong câu số 11 nha. Câu số 11 kem hiệu bài. Kem xong khúc video thì kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 12. Câu số 12 biết rằng A sẽ lớn hơn 1 và bé hơn 5, giúp gọn biểu khất này. Ở đây đề bài nói là A sẽ lớn hơn 1 và bé hơn 5. Như vậy có nghĩa là A trừ 1 ở đây. A lớn hơn 1 nên A trừ 1 sẽ lớn hơn 0. Đúng rồi. Và A trừ 5 ở đây. A sẽ bé hơn 5 nên A trừ 5 sẽ là bé hơn 0. Đúng rồi. Giờ bây giờ mình sẽ biến đổi cái này. A bằng. Căn bậc 2 của A trừ 1 bình phương. Cộng cho căn bậc 2 của A trừ 5 bình phương. Giờ như vậy là bình phương gặp dấu căn biến mất còn lại giá trị tuyệt đối của A trừ 1. Cộng bên đây cũng vậy, bình phương gặp dấu căn biến mất còn giá trị tuyệt đối của A trừ 5. Ở đây mình có là A trừ 1 lớn không, bỏ giá trị tuyệt đối vẫn là A trừ 1. Còn A trừ 5 bé hơn 0 nên bỏ giá trị tuyệt đối, kem đảo ngược lại là 5 trừ A. A trừ A hết, trừ 1 cộng 5 sẽ bằng 4, như kết quả A sẽ bằng 4 thôi. Đúng nè. Giờ như là mình xong câu số 12 nha. Câu số 12 kem phiêu bài, kem xong click video thì kem phiêu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 13, trục căn khớp ở mẫu của các biểu khớp sau. Mình sẽ làm câu A trước nhé. Mình sẽ viết lại cái đề. Bốn trừ hai căn sáu, phía dưới là căn bậc 2 của 48. Ở đây mình thấy là 4 là 2 nhân 2, đây có số 2, giúp số 2 ra làm nhân tử chung. Còn lại là 2 trừ cho căn bậc 2 của 6. Giờ tiếp theo ở đây là 48, 48 sẽ là 16 nhân 3, đúng không? Mười sáu nhân ba, kem giúp 16 ra ngoài là 4 luôn, như là 4 căn 3, đúng không? Chỗ này các em sẽ giúp gọn chia tử và mẫu cho hai chỗ này, đúng không? Như vậy ở trên còn lại 2 trừ cho căn bậc 2 của 6. Phía dưới còn lại là đây là còn 2, 4 chia 2 còn 2, 2 nhân căn bậc 2 của 3.
Bây giờ mình sẽ nhân tử và mẫu cho căn bậc 2 của 3 để mất cái căn ở mẫu, đúng không? Như vậy là 2 trừ căn bậc 2 của 6 các bạn. Mình sẽ nhân cho căn bậc 2 của 3. Phía dưới cũng vậy. Và bây giờ mình sẽ nhân phân phối này vô. Căn bậc 2 của 3 nhân 2 là 2 căn 3. Dấu trừ viết lại. Căn 6 nhân căn 3 là căn 18. Giờ căn 3 nhân căn 3 là 3, 2 nhân 3 là 6. Giờ xuống dầu 3. Giờ như là 2 căn 3 các em viết lại. Dấu trừ viết lại. 18 ở đây là 9 nhân 2, số 9 các em giúp ra ngoài là 3. Như là 3 căn 2. Số 6 viết lại. Như vậy kết quả cuối cùng ở đây sẽ là 2 căn 3 trừ 3 căn 2 phần 6. Như là trục căn khớp ở mẫu cũng là cái mẫu mắc cái dấu căn là được. Đúng không nào? Giờ như là mình xong câu A, mình sẽ làm câu B. Mình sẽ viết lại cái đề. 3 trừ cho căn 5. Phía dưới là 3 cộng căn 5. Giờ như vậy các em sẽ nhân tử và mẫu cho 3 trừ căn bậc 2 của 5 nha. Để xuất hiện bình phương để mắc dấu căn chỗ này. Đúng này. Như vậy là 3 trừ căn 5 viết lại. Mình sẽ nhân tiếp cho 3 trừ căn 5 tiếp. Giờ phía dưới 3 cộng căn 5 viết lại. Mình sẽ nhân cho 3 trừ căn 5. Giờ hai cái này giống nhau trừ nhau, hai cái này giống nhau nhân nhau sẽ là bình phương, đúng không? Như vậy có nghĩa là 3 trừ căn 5 tất cả bình phương. Giờ phía dưới cái dưới này sẽ là dạng hằng thức a cộng b nhân a trừ b thì sẽ bằng a bình trừ b bình. Như vậy a bình ở đây là 3 bình, có nghĩa là 9 trừ cho căn 5 bình phương sẽ là 5, đúng không? Giờ mình triển khai cái hằng đẳng thức này ra, a trừ b tất cả bình phương sẽ bằng a bình, có nghĩa là 3 bình sẽ là 9 trừ 2ab trừ 2 nhân 3 là trừ 6, trừ 6b có nghĩa là trừ 6 căn 5. Cộng cho b bình là căn 5 bình sẽ là 5. Phía dưới là 9 trừ 5 là 4. Giờ 9 cộng 5 sẽ là 14. À, trừ 6 căn 5 viết lại. Phía dưới 4 viết lại nhé. Giờ xuống dòng này. Ở đây mình thấy là 14 với 6 các em sẽ rút ra số 2 ra bên ngoài làm nhân tử chung đi, để mình sẽ rút gọn chỗ này cái. Okay. Như vậy rút số 2 ra ngoài làm nhân tử chung.
giúp số 2 ra ngoài làm nhân tử chung. Như chỗ này còn lại là 7 trừ cho 3 căn 5, đúng nè. 6 rút ra ngoài khi còn 3, 3 căn 5. Ở đây số 4 rút lại. Chỗ này các em rút gọn chia tử và mẫu cho 2, đúng nè. Như vậy còn lại là 7 trừ 3 căn 5. Ở phía dưới còn lại số 2 nha. Giờ như là mình xong câu B, mình sẽ làm câu C. Tiếp theo mình sẽ làm câu C, E phần E trừ căn bậc 2 của E. Ở đây người ta cho E lớn 0 và E sẽ khác 1 nha. Giờ E lớn 0 thì các em có thể đem ra ngoài căn hoặc giúp căn vô cũng được. Thì mình sẽ không để không cần để dấu nữa, đúng không? Như mình sẽ làm câu C như sau. Như E phần E trừ căn bậc 2 của E. Giờ E viết lại, phía dưới mình thấy là E ở đây chính là căn bậc 2 của A bình phương. Như mình sẽ giúp căn bậc 2 của A ra làm nhân tử chung. Như vậy ở đây sẽ giúp ra căn bậc 2 của A còn căn bậc 2 của A. Ở đây rút ra thì còn trừ 1. Giờ E ở đây chính là căn bậc 2 của A bình phương. Các em sẽ chia tử và mẫu cho căn bậc 2 của A, đúng không? Như vậy phía trên còn căn bậc 2 của A. Phía dưới là căn bậc 2 của A trừ 1. Vậy mình sẽ nhân tử và mẫu cho căn bậc 2 của A cộng 1 để xuất hiện bình phương mắc dấu căn chỗ này, đúng giờ cái này các em nhân phân phối vô căn bậc 2 của A nhân căn bậc 2 của A sẽ là A. Giờ căn bậc 2 của A nhân 1 là căn bậc 2 của A. Giờ phía dưới này sẽ dạng A trừ B nhân A cộng B sẽ bằng A bình trừ B bình. A bình ở đây là căn bậc 2. A bình có nghĩa là A. Trừ cho 1 bình là 1. Đúng không? Như kết quả là A cộng căn bậc 2 của A phần A trừ 1. Giờ như là mình xong câu số 13 nhé. Câu số 13 các em hiểu bài. Kênh xong hết video hẹn kênh các bạn. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 14. Câu số 14 biết A lớn 0, B lớn hơn 0 và nhân A nhân B bằng 16, tính giá trị của biểu khúc A. Giờ mình sẽ đi rút gọn cái biểu khúc này trước. Như vậy A sẽ bằng A nhân cho 12P phần ở đây cái căn nó sẽ có phụ trên dưới luôn. Cái phân số nằm trong bên trong dấu căn, đúng không?
Giờ chỗ này căn của một hương thì kem tách ra là hương của hai cái căn thôi, đúng này. Như vậy ở đây không có dấu căn hiệu là dấu nhân nha. E nhân cho phía trên là căn bậc 2 của 12P. 12P. Phía dưới là căn bậc 2 của E. Cộng cho P nhân cho. Chỗ này các em cũng tách ra hương của hai cái căn. Căn bậc 2 của 3A. Phía dưới là căn bậc 2 của B. Giờ chỗ này E, các em hiểu là căn bậc 2 của A bình phương. Mình sẽ chia xuống căn bậc 2 của A, như vậy còn lại là căn bậc 2 của E chỗ này. Đúng này. Nhân cho 12P, căn bậc 2 của 12P các em biết lại. Cộng P, P ở đây là căn bậc 2 của P bình phương, chia xuống dưới đây còn là căn bậc 2 của P. Nhân cho căn bậc 2 của 3A viết lại. 3A. Giờ sử dụng. Như vậy hai cái này các em gom là một cái căn. Như căn bậc 2 có 12 nhân AP. 12 AP. Giờ các em gom là một cái căn căn bậc 2 của 3AP. Như vậy là 12 ở đây là 4 nhân 3. 4 các em rút ra ngoài là 2 luôn. Như là 2 nhân cho căn bậc 2 của 3AP. Cộng cho căn bậc 2 của 3AP. Giờ ở đây không có số là 1, 2 cộng 1 là 3. 3 nhân căn bậc 2 của 3AP. Đúng này. Giờ bây giờ người ta cho A nhân B bằng 16 nha. Như mình sẽ khai A nhân B bằng 16 vào biểu khúc A ta được. 2A nhân B bằng 16 vào biểu khúc A. Ta được. Như vậy A sẽ bằng. A sẽ bằng. Như vậy số 3 các em viết lại. Số 3 bên trong viết lại. A nhân B các em thấy bằng 16. Đúng này. 16 là 4 bình phương, rút ra ngoài là 4, 3 nhân 4 là 12. Giờ còn căn bậc 2 của 3 viết lại thôi. Đúng này. Như vậy kết quả cuối cùng A sẽ bằng 12 nhân căn bậc 2 của 3. Đúng này. Giờ như vậy là mình xong câu số 14 nhé. Câu số 14 kem hiệu bài. Kem xong hết video hẹn kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 15. Câu số 15 mình thực hiện phép tính chỗ này. Mình sẽ viết là cái đề trước.
Giờ như vậy mình sao? Đây là phép trừ hai vòng khớp khác mẫu khớp, các em sẽ quy đổi mẫu khớp thôi, đúng không? Nhưng mẫu khớp chung chính là tích của hai cái này. Như vậy là bên đây mình sẽ nhân tử và mẫu cho cái mẫu bên đây. Thì mình thấy là cái này với này giống nhau, nhân nhau như vậy sẽ xuất hiện cái bình phương. Như phía trên sẽ là căn bậc 2 của căn 3 cộng căn 2 tất cả bình phương. Đúng không? Các em sẽ gom lại thành một cái luôn nha. Như là căn bậc 2 của 3 cộng cho căn 2 tất cả bình phương. Dấu chiều ngược lại. Bên đây thì kem nhân tử và mẫu cho cái mẫu bên đây, có nghĩa là hai này giống nhau, nhân nhau xuất hiện cái bình phương bên đây nữa. Ba trừ căn bậc 2 của 2 tất cả bình phương. Giờ phía dưới thì tích hai cái mẫu này nhân nhau. Giờ căn bậc 2 của 3 cộng căn bậc 2 của 2. Giờ xuống dòng bạc. Giờ như giờ mình quan sát tử số sẽ dạng là A bình trừ B bình. A ở đây chính là căn của 3 cộng căn bậc 2 của 2. Còn B ở đây là căn 3 trừ căn 2, đúng không? Như vậy sao bằng A cộng B nhân A trừ B? A ở đây là căn 3 cộng căn 2. A cộng B là cộng bên đây. Căn 3 trừ căn 2. Giờ nhưng mà sẽ được A cộng B. Tiếp theo nhân cho A trừ B, có nghĩa là cái này trừ cho bên đây. Căn 3 cộng căn 2. Trừ cho cái ngoặc này có nghĩa là trừ cho căn bậc 2 của 3 cộng, trừ với trừ là cộng, trừ căn 3 cộng căn 2. Giờ phía dưới sẽ là dạng A trừ B nha, cộng B sẽ bằng A bình trừ B bình, có nghĩa là căn bậc 2 của 3 bình sẽ là 3, trừ B bình là căn bậc 2 của 2 bình phương là 2. Như vậy là 3 trừ 2 là 1, 1 sẽ là 1, thì các em bỏ mẫu luôn đi, mình sẽ tính ở trên thôi. Như vậy ở đây mình thấy là căn 2 trừ căn 2 hết, căn 3 cộng căn 3 là 2 căn 3. Giờ bên đây sẽ là căn 3 trừ căn 3 hết, còn lại là 2 căn 2. Giờ mình sẽ lấy 2 nhân 2 là 4, căn 3 nhân căn 2 là căn 6, kết quả là 4 căn 6. Đúng rồi. Giờ như là mình xong câu số 15 nha. Câu số 15 kem hiệu bài, cái xong hết video hãy kem hiệu bài. Dạ, như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng giờ hiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, cái sau đó nó đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Hãy chúc các em học tập thành kém nhé.